thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Phải nói là thời gian gần đây cũng lâu lắm rồi DVH không quay clip buổi tối, nhưng mà các bác biết tại sao. Hôm nay DVH sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc đèn rất là hay. Và đèn thì chỉ có quay vào buổi tối thôi thì nó mới lung linh, nó mới rực rỡ, nó mới huyền ảo. Ok, thì trong chương trình ngày hôm nay DVH giới thiệu tới toàn thể quý khán giả một cây đèn rất là xịn sò. Thực ra là nó có nhìn bề ngoài thì nó không khác gì một cái chiếc đèn led bình thường, nó là 54 mắt, 54 nhân 3W, nhưng mà thực ra là con này ở bên trong nó mới khác, cái vỉ nó khác, nó đã tích hợp một con remote là để dạng kiểu như là một cái điều khiển từ xa, như là chúng ta chơi ô tô đồ chơi điều khiển từ xa kiểu như vậy. Đấy, một con remote rất là nhỏ gọn vừa tay thì chúng ta chỉ cần ấn nút ở đây. Úi dồi ôi, các bác nhìn mà xem, úi dồi, nháy điên đảo luôn. Con này nói chung con này rất là xịn sò. Đây này, soi lên trên cây này các anh nhỉ. Nói chung chỉ có một con đèn thôi, nhìn mà xem. Sáng kinh dị luôn. Nói chung ánh sáng của nó rất là mạnh. Ánh sáng rất là mạnh luôn. Thì cái này ưu điểm là gì? Ưu điểm là các bác đi làm những chương trình đám cưới hoặc những chương trình nhỏ nhỏ ấy, các bác lười đi cái dây kết nối, thì cũng như bao cái chiếc đèn bình thường khác. Như bình thường các bác làm đèn này, các bác sẽ phải đi cái dây line tín hiệu đèn như này đúng không? Cái dây line tín hiệu đèn như này này. Nhưng mà cái con đèn này, nếu mà các bác mà làm cái chương trình to thì tốt nhất là đi bằng cái dây line này thì sẽ rất là ok. Còn nếu các bác làm những cái đám cưới, những cái chỗ nhỏ nhỏ ấy, thì không nhất thiết phải đi bằng cái dây này, các bác chỉ cần cắm điện nguồn thôi và không cần bàn điều khiển. Cắm bằng cái dây điều khiển đèn này thì đương nhiên các bác phải có một cái con bàn điều khiển DMX để điều khiển đèn. Nhưng mà ở cái con đèn này nó rất là xịn sò, đó chính là chúng ta có thể cái điều khiển này đây, nhỏ gọn đút vào trong túi. Các bác đến đám các bác chỉ cần hô biến tên thế là thôi, giúp ra các bác có thể ấn khiển phát. Wow, đấy, nháy điên đảo luôn, rất là tiện luôn các bác nhá. Đấy, con này thì nó nhiều chế độ lắm, nó có rất là nhiều chế độ ở trên remote này. Thì nói thật là DVH cũng chưa khám phá hết các cái chế độ này của nó. Cái này là đảo màu này, vừa nhấn vào cái mode số 7, ấn vào giữ số 12. Số 12 này ấn vào giữ cái nút này là để xóa cái chương trình cũ nhé. Và ấn, các bác chỉ cần ấn nút này thôi. Đấy, là nó vào cái môn mới. Rất là tiện. Đấy. Điều khiển đút sẵn ở trong túi rồi. Số 1 là sáng trắng này. Đây em thử quay ra góc này soi lên cái nhà kia kìa. Đây là cái nhà kia thì phải 20 mét rồi, các bác nhìn mà xem. Có một chiếc đèn thôi mà soi sáng luôn cả một cái cây này. Hoặc là một cái nhà kìa. Các bác nhìn cái nhà 3 4 tầng kìa. Đấy, có một cái đèn led này thôi, soi sáng rực luôn. Nói chung là công nghệ led đời mới này nó rất là sáng. Đây, soi lên cái cây này nhớ này. Cái cây này màu xanh nên là nó không bắt màu mấy. Cây to phết này, coi nhìn mà xem. Sáng rực luôn. Đấy, có một chiếc đèn led thôi. Một chiếc đèn led thôi đã sáng rực cả cái nhà kia rồi. Đây nhá, tắt đi. Ấn một này. Đấy, coi thấy không? Sáng rực rỡ luôn. Nói chung là bóng bây giờ, công nghệ led bây giờ nó hiện đại lắm, nó sáng hơn nhiều so với cả những cái bóng ngày xưa. Soi ra phía bờ ruộng cho xem là soi ra ruộng cây hơi thấp đấy, coi nhìn này đấy, sáng ra cả một cái khu ruộng kia luôn. Ở trong điện thoại có quay được không em? Đây đấy, soi lên cây với đi. Nói chung là sáng lắm các bạn, rất là sáng. Một con đèn led này thôi rất là sáng và rất là nhiều chế độ đổi màu, và cái sáng nó tỏa rộng 54 mắt cơ mà. Các bạn nhìn này, nó sáng cả một cái cây, nó sáng cả một cái nhà kia luôn. Rất là xịn sò, nhiều chế độ, đảo màu này. Ấn vào giữ cái 12 để lại tắt này. Cái số 10 này là chớp này. Đúng không? Ấn vào giữ cái 12 này tắt số 10. Đấy, các bác nhìn này, chớp này. Thanh niên nó bật nhạc sàn, nó bay nhảy, thì các bác chỉ cần ấn cái số 10 thôi. Số 10 là chớp, các bác nhìn mà xem. Chớp điên đảo luôn, rất là sáng. Có một con đèn led thôi nhá. Một con đèn led mà đã sáng như thế này rồi. Này mà các bác đi đám, các bác chỉ cần mang sân nào nhỏ nhỏ chỉ cần mang hai con này, hoặc là sân nào rộng thì mang bốn con này thì đảm bảo sáng rực rỡ luôn. Đó. Nói chung là chuyển các cái mode ở đây rất là dễ, các bác chỉ cần ở đây các bác nhấn điều khiển thôi. Dễ cực kỳ. Rất là dễ. Rồi. Hiện tại thì DVH thì đang cung cấp là cái này là sản phẩm mới, hàng mới. Một chiếc đèn này thì đang có giá là 1.4 triệu, một cây điều khiển này có giá là 300.000. Thì nói chung là nhà sản xuất rất là thông minh. Một cái chiếc điều khiển này nó có thể liền lúc nó có thể điều khiển được cả 100 cây đèn này, tức là các bác đi làm, các bác chỉ cần một con điều khiển này thôi, các bác có thể điều khiển được cả cái hệ thống ánh sáng của mình luôn, tức là các bác lắp đến 10 con đèn, 20 con hay là lắp 100 con đèn ở trên một cái sân khấu
thì chỉ cần một cây điều khiển này thôi, nó có thể điều khiển được được toàn hệ thống luôn, chứ không phải là một chiếc điều khiển đi với một cái đèn. Như thế thì ấn thì mệt chết, tức là liền một lúc chúng ta chỉ cần ấn một nút ở đây thôi là tất cả hệ thống đèn là nó sẽ bắt theo cái sóng anten này, là tất cả nó sẽ ăn theo một lệnh, ăn theo một cái lệnh của cái điều khiển này, nên là cái điều khiển này rất là quan trọng này. Đấy, tại vì làm sao các cái điều khiển linh tinh nó rất là rẻ mà con này nó lại đắt. Đắt là nó như vậy, tức là liền một lúc nó có thể điều khiển được rất là nhiều các cái con đèn khác nhau. Đấy, rất là sáng các bạn. Đấy, có một cây đèn led thôi các bạn nhỉ. Một cây đèn thôi, sáng rực rỡ luôn, soi lên biển hiệu DVH nhà mình. Ủa, vào cái màu xanh DVH nhà mình nổi nhờ. Nổi luôn. Rất là sáng, sáng rực rỡ luôn. Đấy, rất là đẹp. Ok. Thì hiện tại thì DVH đang cung cấp là sản phẩm mới và bảo hành 1 năm. Cây đèn này sẽ được bảo hành 1 năm các bạn nhé. Điều khiển thì sẽ không được bảo hành, tại vì làm sao điều khiển thì các bác đi làm, các bác làm rơi hoặc là làm rơi vào nước hoặc là vỡ các thứ thì nói chung là nó rất là khó. Và thực ra cái điều khiển nó chả đáng bao tiền, hỏng thì chúng ta mua cái khác. Thì hiện tại DVH hỗ trợ giao hàng toàn quốc qua đường bưu điện. Thì quý khán giả có nhu cầu vui lòng nhấc máy và alo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng. Em sẽ gửi hàng theo đường bưu điện thì sẽ ship hàng tới tận nơi các bạn. Các bác nhận hàng, kiểm tra và thanh toán cho nhân viên giao hàng. Và mua hàng thì các bác lưu ý là đặt cọc cho DVH một chút, làm tin và lấy cái tiền trách nhiệm để đảm bảo sẽ không bị bom hàng các bác nhé. Các bác nào thực sự có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ cho DVH. Rất là sáng, sáng cực kỳ luôn, soi vào logo là sáng rực luôn. Đây, xem. Con này nó sáng lắm. Soi lên cái cây bên nhà sáng rực luôn. Đấy, nếu các bác ở gần ở xa có nhu cầu chỉ cần nhấc máy và alo cho DVH để được tư vấn và đặt hàng các bác nhé. Ở gần cũng được, ở xa cũng được. Đấy, đèn rất là dễ điều khiển, nó nhiều mốt á. Các bác cứ ấn điều khiển này, nó thay đổi mốt này. Rất là dễ. Đấy, số 10 này, chớp điên đảo rồi. Đấy, nói chung là cái mốt mà chớp này là dùng rất là nhiều, tại vì đi đám cưới thanh niên nó bay nhảy. Chúng ta chỉ cần ấn một nút thôi. Ấn số 12 nhá là tắt này, ấn số 10 này, ấn số 10 là chớp. Đấy, các bác thấy không? Cực kỳ dễ, nói chung là ai cũng có thể dùng được, rất là dễ. Hoặc là có khi cho trẻ con đi trông loa hộ bảo nó cầm điều khiển này đi là nó điều khiển được luôn. Rất là dễ dàng các bạn nhé. Rất là dễ thôi. Rồi ok, clip này DVH xin phép dừng lại tại đây. Xin chúc quý khán giả vui vẻ, hạnh phúc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.